Còn về phía đội tuyển U22 Timor-Leste thì đội hình của họ đứng trong khung gỗ sẽ là thủ thành Jorginho Da Silva mang áo số 1. Thì đây sẽ là một thử thách rất lớn và hiệp 1 sẽ đã chính thức được bắt đầu. Trận đấu đầu tiên thì các cầu thủ U22 Myanmar sẽ ở bên phía tay phải màn ảnh nhỏ của quý vị với bộ trang phục toàn trắng. Đây sẽ là tình huống lên bóng đầu tiên. Quả chọc khe. Rồi vẫn còn dành cho cao thủ U22 Myanmar. Cú dứt điểm này và ra chân đầu tiên của trận đấu và nó thuộc về số 20. Và thoát đi tốt. Rồi không vào. Rất đáng tiếc dành cho các cầu thủ U22 Myanmar và lại là thời cơ dành cho Tết Aung. Không có lỗi việt vị. Tình huống chạm một đầu tiên của Tết Aung là vừa đủ để mở ra một thời cơ. Nhưng sau đó lại là sự có mặt đến từ Olaga Fernando Xavier. Là một thử thách về mặt sức lực dành cho các đội bóng bởi lúc này. Thời tiết bảng B sẽ là một cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn. Đây là pha thoát xuống của các cầu thủ Myanmar. Cơ hội! Sau đường truyền của người đồng đội mang áo số 9 đó là Okanain. Vậy là sẽ có một quả đá phạt gián tiếp dành cho cao thủ U22 Myanmar. Vậy có lẽ là chính xác hơn. Đó là một tình huống mà trọng tài đã thổi đổi câu giờ chăng. Cú đá ngay, bóng chạm một cột dọc. Hàng phòng ngự của U22 Timor-Leste đã hoàn toàn đứng sững lại mà không có một sự chuẩn bị nào cả. Hết cột dọc ở tình huống này của Tết Aung. Sau đó là pha bóng dứt điểm đi vót sang ngang của Jin Hin. Khá thiếu chủ động trong cách nhận bóng. Không thành công. Ở Tết Aung quyết định đột phá. Này đá ngay. Jin Hin. Nhận bóng hợp lý. Okanain. Cơ hội. Ở Tết Aung. Không thể dứt điểm vượt qua được thủ thành Da Silva. Morientes có trò bóng rất khó chịu. Không thể vượt. Và đập nhả rất tốt ở trung lộ và sau đó là một quả thả bóng vào nách đối phương. Đường truyền rất hợp lý. Nó té ra ung. Số 10 vẫn giữ được bóng. Cú đá. Chết cục dọc. Okanain đã thực hiện một cú sút bằng mu bàn chân. Bóng xoáy ra ngoài. Và đi ra khỏi khung thành của U22 Timor-Leste. Té đau. Rất tốt. Okanain. Hợp lý. Rất trống trải để đối mặt nhưng lại dứt điểm đi ra ngoài. Không biết là cơ hội phải rõ rệt đến như thế nào nữa thì các cầu thủ Myanmar mới chịu ghi bàn đây. Người đã bỏ lỡ lần này là Swan Hertet. Đánh đâu? Coi ra! Đã đến. Đã chớp được thời cơ. Pha băng cắt đến từ sự thay đổi mang áo số 15 Leo Khan. Và khi khung thành đã bỏ trống thì bàn thắng phải đến thôi. Lần này thì các cầu thủ Myanmar đã làm tốt hơn nhiệm vụ của mình. Ở
của sân vận động Olympic đang dần được lấp đầy. Cơ hội sẽ đến với các cầu thủ U22 Timor-Leste và đó là đá ngay của Morientes dành cho các học trò của huấn luyện viên Park Sun-tae. Pha đảo chân sẽ ra sân vào lúc 19 giờ trong trận đấu thứ hai tại SEA Games năm nay với U22 Philippines. Luzinho đường chuyền hợp lý, Luis Figo bật ngã tốt, Figo nhưng tình huống chạm bóng của số 11 là chưa đặt đồng đội vào vị trí thật sự thuận lợi. Cơ hội dành cho cao thủ Timor-Leste qua người khéo léo dứt điểm. Thời cơ vẫn còn. Mourinho đưa bóng vào. Rất vất vả dành cho hàng phòng ngự U22 Myanmar. Liên tục là những tình huống xuống biên, xuống sát đánh và căng ngang vào đến từ cao thủ áo đỏ. Đối đầu giữa Philippines và đội chủ nhà Campuchia, đường chuyền ngang không được rồi. Cơ hội sẽ vẫn còn với ông Thi Hà. Tạt bóng tốt, đánh đầu. Đó là đường chuyền và cơ hội để đối mặt. Không được. Những đối mặt vẫn không thể chiến thắng được thủ thành Da Silva. Đó bóng rất thoáng. Mourinho. Đây là cơ hội dành cho Timor-Leste. Đánh đầu Fio Thu chỉ hơn cân hai nhân sự thôi. Và là như vậy là trọng tài đã thổi còi khép lại trận đấu U22 Myanmar và U22 Timor-Leste.